Xin chào các bạn. Hôm nay là lại là cái hàng không đồng trên Lada. Đấy. Hàng không đồng trên Lada, đây là mình mua cái trộn nước của cái van của cái van chậu rửa. Chậu rửa và cảm biến. Chậu rửa mặt, cảm biến. Thường mình đặt chậu ở trong phòng tắm đấy. Thì mình sẽ cho các bạn xem là cái van của nó như thế nào. Hiện giờ mình đang lắp ở trong cái nhà vệ sinh, nó rất là tiện lợi. Bây giờ mình muốn mua mình lắp ở cái một cái ở trên cái phòng tắm ở trên nhà nữa, ở trên gác nữa. Khá là nặng. Đấy, bên ngoài hình như thế này. Mình bóc lên bên trong xem nhé. Cái vòi cảm biến kia thì nó chỉ có đường nước lạnh thôi, không có đường nước nóng. Đấy. Thế nên nếu mà mình sử dụng thì lại mùa đông thì sẽ rất là lạnh. Thế nên là mình mua cái này. Đây, một tay. Cụt mất một tay rồi, còn một tay thôi nên làm nó hơi khó. Đấy, thì đây là nắp rất là đơn giản. Cái kia mình lắp hết rồi, nhưng mình sẽ lắp thử cho các bạn xem. Đây là biểu, đây là có hình màu đỏ này. Đây là với cái van nóng là đi từ bình nóng lạnh xuống này. Đấy, bạn các bạn là lắp lắp cái ống từ bình nóng lạnh xuống này, là lắp vào đây này, bên này là nước lạnh này. Đấy, lắp trực tiếp vào đường nước máy thôi. Đấy, còn đây là đi vào cái, đây là đi vào cái vòi cảm biến nhé. Đây mình quay cho các bạn xem luôn này. Đấy. Đây là vòi cảm biến này, mình thử nhá. Đấy. Đấy. Cứ đưa vào đây là nó chạy thôi. Rất là vệ sinh nhé. Sắp tới mình sẽ lấy lại một cái, mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Đây là mình mới gá đây thì mình thử thôi, mình chưa lắp cố định. Đấy. Thế thì cái này là, nhưng mà trong kia thì nhà mình không có bình nóng lạnh, thế nên là mình không cần. Còn cái trên gác thì mình tính đắp thêm một cái nữa, dùng vừa để rửa tay rửa mặt, trời mùa đông cho nó ấm. Đấy, cái này là bạn đắp vào đấy, đây là các bạn đắp vào đấy là được. Đấy. Còn trên này là bạn có thể tùy chỉnh mức nóng hoặc mức lạnh nhiều hơn. Đấy, đây nó có thể vặn này. Đấy, nóng nhiều hơn hoặc lạnh nhiều hơn tùy các bạn. Đấy. Đấy. Rồi mình sẽ còn săn rất nhiều hàng không đồng mà rất là hay luôn. Mình sẽ giới thiệu lúc nào có thời gian mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ điện nhà mình này. Đấy, ở đây là cảm biến này, mà cái này chỉ chạy điện 12V thôi nhá. Đấy, rất là an toàn luôn. Đấy, còn lấy cái vòi này này, cái vòi chỗ rửa bát nhà mình này, đấy là cũng cảm biến này. Đấy, mình một tay nên là mình, đấy, ở bên đây nó có chế độ chảy 5 phút là tắt. Đấy. Lúc nào mình rảnh mình sẽ giới thiệu toàn bộ cho các bạn xem. Đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Ủng hộ mình thì ấn theo dõi kênh nhé. Đăng ký kênh và ấn theo dõi và ấn vào hình cái chuông nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.